Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với sân vận động Trung tâm Thể thao Văn hóa quận Hoàng Mai để tiếp tục đến với những diễn biến tại vòng 2 của HPLS 11. Và đây là loạt trận thứ 2 trong ngày hôm nay, và chúng ta sẽ được chứng kiến trận đấu của BIDV Quang Trung và TIG. Điểm xuất phát của BIDV Quang Trung trong trận đấu này, trong thành vẫn là thủ môn số 1 Nguyễn Hồng Nhật, số 8 Nguyễn Kim Ngọc, số 9 Lê Thành Trung. Còn đây là đội xuất phát của TIG, trong thành vẫn là thủ môn số 32 Nguyễn Văn Hưng, số 4 Giang Nguyên Công, số 10 Phan Tuấn Bảo. Ở trường đại học Thủy Lợi thì người ta cũng hay gọi là Trung Con. Nhưng ngày hôm nay tôi xin phép được gọi anh là Trung Thủy Lợi để... Trung Con rất nguy hiểm. Và đá phạt có độ chính xác cao của Trung Con, nhưng Hưng Esele rất tập trung. Bóng bổng không phải là một vấn đề lớn với Hưng Esele, người được coi là người khổng lồ trong khung thành sân 7. Bóng đá của Việt Football thì hoàn toàn khác với cấp độ sinh viên. Rất nguy hiểm. Công Triều Khúc. Hai cú sút liên tiếp của Công Triều Khúc. Và An Biên đã có một trận đấu dứt điểm rất mạnh. Pha lắc vào trong và dứt điểm của Bảo Messi. Đó chính là dấu ấn của những sự thay đổi về mặt lối chơi của các cầu thủ TIG. Và Messi sang cánh phải và anh có một cú rẽ vào trong để tung ra cú sút rất mạnh bằng chân thuận của mình, và bóng dội cột dọc khung thành của BIDV Quang Trung. Dứt điểm, không vào, vẫn không vào. Một bóng quen thuộc của Giang Nguyên Công và Long Torres. BIDV Quang Trung đã may mắn khi lần thứ hai bóng dội cột dọc. Một cái vẩy má rất nhanh của Long Torres. Và tự lực là người đá bồi, nhưng rất tiếc là anh đá bồi trong một tư thế với. Nhật kia đã bị đánh bại hoàn toàn trong pha bóng vừa rồi. Và ở sân số 1 thì Tùng Anh đã có bàn thắng mở tỷ số vào lưới của Việt Phương Đồng. Dứt điểm. Bảo Trung. Tiến Hành, khoảng trống cho Tiến Hành, sút xa. Quá thiếu chính xác. Đánh đầu. Pha bật cao đánh đầu của trung vệ tự lực. Cần phải có một pha chạm bóng chuẩn xác hơn đến từ Giang Nguyên Công. Cơ hội không được. Tự lực mất bóng rồi, cơ hội phản công cho BIDV Quang Trung. Thành Trọng đi xuống không kịp, và phòng ngự tốt của Công Triều Khúc. Dứt điểm, không vào. Đây có lẽ là cơ hội rõ nét nhất của các cầu thủ TG trong hiệp thi đấu thứ hai này. Nó đến từ một tình huống lên tham gia tấn công của trung vệ tự lực. Linh Ivra đã làm tường tốt. Rất khéo léo, sút xa. Và bóng ấn tượng của Thành Trọng. Rất tự tin. Một cái lắc vào phía trong và dứt điểm. Nhưng không thể thắng được Hưng Esele. Và đúng lúc này thì tiếng còi kết thúc trận đấu đã vang lên. Tỷ số hòa không đều, là một tỷ số có một chút tiếc nuối thôi dành cho cao thủ TG với những tình huống dứt điểm trong hiệp 1.